Chào các bạn, quay lại với team Winaries. Và hôm nay chúng ta đang ở khu du lịch Đại Nam. Chúng ta tiếp tục với lại cái series là nhiều nháy chụp một mẫu. Tại vì hôm nay mình tới 4 nháy lận. Ok, như thường lệ ha, mình sẽ giới thiệu từng người. Đầu tiên mình là Đình Khoa, mặt móc của team Winaries. Và hôm nay vẫn là combo cũ là A73 với lại 85, 108. Tiếp theo, mặt móc. Mình là mặt móc Thắng Lê, thì cũng là cái combo cũ Sony A6300 với lại Len 50. Rồi, đây là... mình là Hoàng, hôm nay mình xài Sony A6000 với Len 30 Sigma. Ok, Hoàng mém móc. Anh Đức. Còn đây là mặt móc xì luôn rồi. Hôm nay là mình sẽ chuyển từ vị trí quay phim lên vị trí chụp hình. Thì đối với lại nội chiến của team, thì mình sẽ sử dụng cái combo khá là lạ, đó là A6300 và Len 18105, Len của chuyên quay phim. Okay, và mình có hôm nay mình có bạn mộng mới. Em giới thiệu. Em tên gì? Em tên là Thanh Huệ, năm nay em 19 tuổi. Hiện em đang ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang là học sinh. Ok, cảm ơn mày Huệ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chưa? Rồi giờ mình xuống xe nè, ai đi trước nè. 1, 2, 3. Có người đầu tiên rồi. 1, 2, 3. Anh Đức trước phải không? Anh Đức trước, tới Hoàng. Tới Hoàng. Rồi Thắng. Hoàng cuối cùng. Luật chơi của ngày hôm nay đó chính là chụp trong vòng bán kính 10m và mỗi địa điểm chỉ từ tối đa 5 phút. Ok, chúng ta xong ở địa điểm đầu tiên ha, là ở cái cầu của Kim Điện Đại Nam. Kim Điện đúng rồi. Rồi, xin hỏi người chụp đầu tiên. Đó. Cho xin cảm nghĩ rồi. Nói chung là lâu mọi bận thì hay quay. Hôm nay đi chụp chụp hình thì mà đi đầu nữa nó một chút áp lực, cho nên ra có những shot nó không tốt lắm, rồi cũng không được như ý. Rồi thật sự là mình thấy là cái ống quay phim mà chụp hình thì nó hơi một cái chút gì đó nó không được sắc nét, mà độ cái hình nó không được tốt lắm. Ok. Với lại ở cái cầu này thì lúc đầu mình nghĩ là sẽ có nhiều chỗ chụp, nhưng mà thật ra thì nó hơi ít. Theo mình thấy là 5 phút là quá ít với mình nên cần thêm 2 đến 3 phút nữa thì mới cạnh tranh đủ shot với mấy anh được. 8 phút là vừa đủ đúng không? Đúng rồi. Ok. Xin ý kiến mặt móc. Thì mặt móc nay thấy là ngoài đây nắng quá nắng. Lần nào cũng nắng. Mình bỏ vấn đề luôn đi. Cho nên là mấy bạn nhớ kiểm soát cái khẩu của mình với lại cái tóc. Quan trọng hai cái đó rất là nhiều. Để show mấy bạn nhất định quyết định thôi. Mấy bạn kiếm mấy người che nắng là được rồi. Đúng rồi, cần có một người che nắng. Một cái thứ hai nữa là bạn nhớ kiểm soát cái việc canh nét. Nha, nó nhảy rất là nhiều. Hai cái đó hai quan trọng. Cái đó quan trọng, rất là quan trọng. Okay. Ok. Rồi, em có suy nghĩ gì về cái chỗ này? Anh là chỗ này là cũng được, nhưng mà đều có cái là ít chỗ chụp hình, nhưng mà đều có cái là cũng dạng như cũng đẹp để đi chơi thôi đúng không? Chơi, vui chơi. Mà riêng mình thì mình thấy ai cũng fail ở chỗ này hết á. Thank you.
ta sẽ qua điểm thứ hai ha, và qua bộ đồ thứ hai luôn. Đạo diễn ơi, có gì hot? Cảnh giới thiệu địa điểm số 2 được mất tiêu rồi. Em đề nghị đuổi thằng quay phim đi. Lấy cái gì đắp vô giờ đây? Em có ý tưởng rất là nhảm, nhưng mà nó nhảm tới cái mức mà xài được luôn á. Kì, vì lý do mất cảnh quay với địa điểm số 2, cho nên bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại những gì đã xảy ra hôm đó cho các bạn. Đầu tiên, anh Đức đi về sớm do đầu giờ ăn quá nhiều xoài. Thứ hai, địa điểm tiếp theo là một con đường với rất nhiều tia nắng và những đường dẫn tạo chiều sâu cho ảnh. Thứ ba, kết quả của phần thi tuổi xì là Hoàng đi đầu tiên, tiếp theo là Khoa, thứ ba là tôi. Giờ thì quay trở lại clip. 3, 2, 1. Chúng ta xong ở địa điểm thứ hai ha. Rồi cho xin ý nghĩ coi nãy ai chụp đầu ta Hoàng. Theo mình thấy là mới bắn được vài shot thôi. Đã, khá là dư. Không, dư thời gian, chấp thời gian luôn. Chấp luôn. Còn một phút nó cũng lưng hết á. Nó không cần chụp nữa. Rồi hết cảnh chụp rồi. Đi đâu chụp. Cái này thì mình thấy ở trong chỗ này thì nếu mấy bạn biết khai thác thì sẽ rất là nhiều góc đẹp. Mà lúc mình tới mình chụp thì nó không có miếng nắng đâu hết, cho nên là nó giảm cái độ gọi là ảo của ảnh đi rồi. Cái đường này mình có thể tạo ra rất là nhiều những cái tấm gọi là tiếng Việt. Đang suy nghĩ tiếng Việt nè. Những cái tấm mà thấy nhiều trên Instagram nữa, Instagramable á. Đó, thì tại nó có những cái đường dẫn nhiều ha. Thứ nhất là, thứ hai là nó có chiều sâu rất là sâu. Sâu mút chỉ luôn á. Phải. Bình luận gì không? Em bình luận gì về cái shot chụp này? Cái chiều dài đi, chiều dài chụp ảnh á thì dài. Nếu mà nhiều người nếu mà biết tạo ảnh á thì cũng có nhiều kiểu đẹp lắm. Tại thì em cũng hơi mới thử cái kiểu mới thử lần đầu nên cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nhiều bạn khác biết tạo ảnh thì chắc cũng nhiều ảnh đẹp. Mà chiều nay giờ em lựa hình mệt lắm á. Sao vậy? Nhiều quá. Không nhiều đâu. Lựa ai chứ lựa Thắng không nhiều đâu. Thắng bắn 5 phút được đúng 5 tấm. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ qua địa điểm thứ 3 ha. Địa điểm thứ 3 mình sẽ làm cái gì đó ghê gớm lên tí. Với lại mình sẽ xài đạo cụ. Đúng rồi, không, chơi đồ. Chơi đồ. Mình chơi đồ. Ok. Chơi đồ. Đi, kiếm chỗ. Đi, ngồi dậy. Chi vậy? Các bạn, chúng ta đã tới địa điểm thứ 3 ha, đó là trường đua. Trường đua ở Đại Nam. Ở đây cảnh rất là đẹp. Bây giờ là 3 giờ chiều, ai cũng mệt hết. Nhưng mà thật sự cảnh ở đây rất là đẹp. Ở đây chụp hình gọi là best luôn. Ở đây mình có những cái lá cờ ha. Nè. Rồi ở đây có cái góc cầu thang rất là đẹp nữa, trên là khán đài nữa. Cho nên ở đây chụp hình rất là best. Bộ đồ thứ 3 của mẫu. Đến. Rồi. Xuống xì nè. 1, 2, 3. Nó theo hương luôn rồi đó. Thắng trước. Rồi. Chơi vô. Thanh niên này sáng giờ chị chụp yếu đường nào thôi. Bắt đầu luôn nha. Rồi chụp nha. 1, 2, 3, vô. Ok.
Xong rồi điểm thứ ba là trường đua của Đại Nam, chỗ gọi là đẹp nhất từ trước tới giờ mà mình từng chụp trong những cái clip mà đi thi với mấy anh em. Rồi Hoàng cho ý kiến nha. Thật ra là mình chụp cuối nên là nhìn hai anh chụp nên là mình hết ý tưởng rồi. Đâu mà phải copy lại chứ. Copy thì kỳ quá. Mình phải hoàn thiện hơn, gọi là hoàn thiện hơn. Nên là mình là quyết định chọn những cái góc rất là đặc biệt. Lạ không? Lạ. Lần đầu chụp concept cầu thang. Thấy sao? Hả? Thấy sao? Kiểu nó là nó hơi khó tại vì mình phải chụp nó chật á, cho nên là tại vì cầu thang là mình không có xích xa được, cho nên là mình phải chụp trên cao xuống hoặc là chụp đứng chỗ khác bắn lên chứ không có kiểu là đứng kế bên mẫu được. Thứ hai nữa là chỗ này mấy bạn nên kiểu khép khẩu lại một tí để cho nó giữ được những cái trường ảnh nó dày lên một tí cho nó đẹp. Vô lên những khoảng không sao. Ok cầu thang á. Và đây những cái thành cầu thang nữa. Đúng rồi. Này, cầu thang này chụp nếu như mà biết cách chụp á thì nó sẽ có nhiều góc rất là đẹp, gọi là đâu ra đó hết. Rồi gọi là giống kiểu máy tắm thì mình sẽ chụp đúng không? Nhưng mà không biết chụp thì hư là chuyện bình thường không? Tan nát không? Tại vì những cái góc cạnh này rất là khó chụp. Em đây không có ý kiến gì nữa, quá tiệt luôn. Quá tiệt luôn. Quá xuất sắc luôn. Ba chỗ thì thấy chỗ nào ổn nhất? Em thấy chỗ là trường đua là đẹp nhất, ổn nhất. Ok. Chất nhất nữa. Nhưng mà em thích cái kiểu nào nhất, chụp ở ngoài đây, chụp cầu thang này hay là lên ghế? Em thích nhất là chụp ở cầu thang. Ủa chứ mà thích tấm mền hả? Không. Tấm mền nắng quá. Ok, hiểu. Tấm mền này đẹp ra đẹp không? Đẹp nhưng mà nắng quá em thấy em tắm nắng nhiều hơn quá. Ok. Đẹp đó là tông ba người lận cho nên là không thích một công mái nháy được. Ok. Rồi. Ta chốt ở đây luôn ha. Lần này tụi mình cũng sẽ đăng không có tên. Đúng. Ok, tên. Lần này mấy bạn nhớ hủy về khoa. Lý do. Lý do là một tấm hình mà tới 3 người lận chứ phải một người chụp. Ok. Và mình recommend cái chỗ này ha, chỗ này gọi là đẹp cực kỳ luôn. Thì mình sẽ có một cái bài viết riêng trên trang về những cái góc chụp ở trong này cho mấy bạn. Ok. Mình đóng máy ở đây ha. Rồi. Rồi like, subscribe nhớ, vote, bình luận. Comment và cho thêm những cái challenge mới. Ok chưa? Ok. Rồi. Bye. See you.